xin kính chào các bác Yêu Lan ạ. Hôm nay thì em giới thiệu các bác một cái siêu phẩm quế Hòa Bình nguyên bản. Phải nói là siêu to khổng lồ các bác ạ. Em mời các bác ngắm nhé. Chất của giò quế Hòa Bình bản lá hơn 5 cm. Hàng dề nguyên bản một gốc các bác ạ. Đây là một búi các bác nhé. Đây em mời các bác ngắm những cái thân hoa này, chi chít là vòi hoa các bác ạ. Một dề quế tác phẩm của Hòa Bình, siêu to khổng lồ. Đấy, em mời các bác chiêm ngưỡng nha. Bản lá to, dáng một dề nguyên bản ạ. Đây các bác ạ, đằng sau là một dề nguyên bản này. Siêu là đẹp nha, rất chi là to các bác ạ. Các bác mình có nhu cầu chấn vườn những cái siêu phẩm VIP này thì các bác nhấc máy liên hệ trực tiếp cho em theo số 0977 ạ, 842981 các bác nhé. Đây là cả một cái tác phẩm nguyên bản, siêu to khủng lồ các bác ạ, mà ngọn nó rất chi là đều nhau nhé. Rất là đều nhau luôn các bác ạ. Đấy, mẹ đẻ con rất là đều. Và em chia sẻ các bác cái mã số là 1A, mã số 1A quế xếp Hòa Bình nguyên bản. Đó, chia sẻ cả nhà mình cái dề tác phẩm này ạ. Phải nói là độc nhất vô nhị miền Bắc các bác nhé. Thân rụt lá ngắn, bản lá to hơn 5 cm ạ. Đó, các bác có nhu cầu sưu tầm thì alo trực tiếp cho em ạ. Số điện thoại bên em đã ghim trên bài rồi các bác nhé. Và em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái siêu phẩm này với giá là 13.860.000 ạ. 13.860.000 các bác nhé. Đây là cả một cái siêu phẩm, chắc chắn là giá sẽ không dưới 18 triệu ạ. Và em chia sẻ các bác nhà mình giá là bằng 13.860.000. Siêu nhiều nụ hoa các bác nhé. Siêu là nhiều nụ hoa. Quá trình vận chuyển nó khá là nhiều nụ hoa các bác. Gãy mất một vòi này, hai vòi này, gãy mất ba vòi gì đây các bác ạ, ba vòi, bốn vòi các bác ạ, gãy mất bốn vòi hoa mà hiện tại còn rất chi là nhiều nụ ạ. Rất là nhiều nụ luôn các bác nhé. 13.860.000 các bác nhé, siêu phẩm này. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm siêu phẩm quế lá nhân ạ. Đây là nó cháy nắng tự nhiên các bác nhé. Đấy, hàng này nó là hàng cục nguyên bản, cắt về đặt lên chậu các bác ạ. Lâu năm lắm rồi. Đây cả nhà mình ơi, nhăn tít nha. Nhăn tít nha các bác. Đấy, đây là siêu phẩm quế lá nhăn. Cả một giò luôn các bác ạ. Đây mẹ con cả một giò các bác. Đây có một gốc nhá, một gốc ăn từ đây sang đến đây. Đây, quế nhăn các bác này. Đấy, con này là xoáy nhá, là xoáy các bác ạ. Con này là xoáy. Quế nhăn là xoáy các bác ạ. Đây, con này nhăn này, gãy mất một cái ngọn này các bác ạ. Đấy, và em chia sẻ các bác cái mã số A2 ạ. Một siêu phẩm quế nhăn VIP ạ. Chia sẻ các bác một cái cục nguyên bản này ạ, với giá là bằng bao nhiêu được nhỉ? Một cục quế nhăn nguyên bản, hàng sưu tầm lâu năm nha các bác nhá. Đang vòi các bác, bên này vòi to lắm mà hôm qua vận chuyển về nó gãy mất một vòi các bác ạ. Đây, siêu phẩm quế nhăn VIP này. Đấy, đang đẻ rất là nhiều con nhá cả nhà mình. Cái mã số A2. A2 em chia sẻ các bác cái siêu phẩm quế nhăn này với giá là bằng 6.890.000 ạ. 6.890.000 cho siêu phẩm quế lá nhăn các bác nhá. Mã số là A2 ạ. Và ngoài ra thì em còn rất chi là nhiều những cái siêu phẩm VIP nữa. Mọi người có nhu cầu sưu tầm thì nhấc máy liên hệ trực tiếp cho em theo số 0977 ạ, 842981 các bác nhá. Đây là siêu phẩm quế lá nhăn tác phẩm ạ. Bác mình có nhu cầu trấn thủ vườn thì mình alo trực tiếp cho em. Trong vườn thì còn rất chi là nhiều những cái mã siêu VIP nữa, nhưng mà em cũng chưa thể lên hết được. Em lên một cái video ngắn. Và em xin cảm ơn các bác ạ.